Ở những khu vực này, tàu thủy và máy bay biến mất, radio và la bàn ngừng hoạt động. Một số người nói rằng họ thậm chí còn thấy vật thể lạ đó. Long đây không chỉ nói về Bermuda, mà nó bao gồm một nhóm địa điểm gồm ít nhất 11 vài vortices khác. Vậy các sẽ từ này là gì? Và chúng được hình thành như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời trong video này nha. 12 địa điểm nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Thuyền trưởng cử thủy thủ đoàn lên tàu để kiểm tra. Và những thành viên thủy thủ đoàn đó cuối cùng đã biến mất. Cung nghĩa trang được tạo ra bởi đế chế Zin, một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên hành tinh này. Bớt coi anime lại đi Long ơi. Núi lửa Hamakulia. Bằng chứng, báo cáo đã phát hiện hoạt động điện tích lạ ở khu vực này. Vậy họ đã di chuyển chúng như thế nào trong suốt hàng trăm năm? Cái đèn pin đó mà nó có tồn tại thì nó cũng là công nghệ đó Long. Trả lời cho khỏi về vùng xoáy từ, chúng ta tìm đến với ngài Ivan T. Sanderson. Ông là một nhà văn, một nhà sinh vật học và là một người rất hâm mộ những hiện tượng huyền bí và không thể giải thích được trong những năm 50 và 60. Ông là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ xoáy từ, Five Vortices. Trong những chuyến đi, ông ấy thường ghi lại những trải nghiệm của mình. Ông này hay để ý nhất là những nơi mà những điều kỳ lạ không thể giải thích được liên tục xảy ra. Đó là những con tàu biến mất, máy bay biến mất hay là một túi tiền. Ủa túi tiền của mình nó mất rồi ta. Anh Long. Trời đất ơi, người ta đang quay clip, đi chỗ khác mà tìm, bực bội. Quay trở lại với chủ đề, ông đã có thể lập bản đồ gồm 12 địa điểm nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều kỳ lạ là 6 trong số chúng nằm gần như thẳng hàng hoàn hảo phía trên đường xích đạo. Và 6 địa điểm còn lại nằm bên dưới đường xích đạo và cũng thẳng hàng luôn. Vậy chúng là: thứ nhất, tam giác quỷ Bermuda. Đương nhiên là chúng ta phải bắt đầu với nơi khét tiếng nhất trong số 12 xoáy từ, còn được gọi là tam giác quỷ. Vòng xoáy Bermuda đã mang tiếng nguy hiểm trong nhiều thế kỷ. Long đây chắc rằng bạn đã nghe đến sự cố xảy ra cho con tàu Rosalie và Ellen Austin ở thế kỷ thứ 19. Tàu Rosalie được tìm thấy hoàn toàn trống rỗng nhưng không bị hư hại gì. Còn Ellen Austin được tìm thấy một con tàu vô chủ. Thuyền trưởng cử thủy thủ đoàn lên tàu để kiểm tra và những thành viên thủy thủ đoàn đó cuối cùng đã biến mất. Danh sách tàu thuyền và máy bay bị mất vẫn còn dài và đang tăng lên. Điều gì đã xảy ra ở vùng biển nối Miami, San Juan và đảo Bermuda? Bên cạnh những lý thuyết huyền bí về lỗ sâu thông đến một chiều không gian khác và cánh cổng dẫn đến thế giới dưới lòng đất, địa điểm này thật sự có sương mù do khí metan đôi khi khiến hành khách mất tầm nhìn. Do đó, việc định hướng cũng gặp khó khăn. Dù không biết sương mù này từ đâu ra, nhưng nó cũng là câu hỏi chưa có lời giải đáp về những vụ mất tích. Thứ hai, cự thạch Algeria. Những tảng cự thạch này là khu nghĩa trang được tạo ra bởi đế chế Zin, một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên hành tinh này. Những khối cự thạch này là một kiến trúc bất thường, cho thấy con người đã tiến bộ như thế nào trong thời kỳ mà chúng ta không có công nghệ để xây dựng những công trình ổn định. Cho đến ngày nay, bất cứ ai bay qua khu vực này của sa mạc Sahara đều không thể trở về được. Ngoài ra, ở đây thì la bàn quay như điên và các thiết bị điện tử thì lại bị trục trặc. Các nhân chứng nói rằng khu vực này được bao phủ bởi một luồng hào quang u ám và tối tăm mà bạn có thể cảm nhận ngay lập tức khi bước vào đó. Thứ ba, Mohenjo-daro. Công trình kiến trúc này ở Pakistan có nguồn gốc từ nền văn minh thung lũng Indus vào 2.500 năm trước Công nguyên. Tại thời điểm đó ở Algeria, vì lý do nào đó, xã hội này đã tiến bộ một cách đáng ngạc nhiên trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị. Điều kỳ lạ là không ai biết điều gì đã xảy ra, đã chấm dứt cuộc sống của những cư dân sống trên đảo này. Những hài cốt đã được tìm thấy và có vẻ như mọi người đều đã bỏ mạng cùng một lúc. Có giả thuyết cho rằng đó có thể là một thảm họa tự nhiên nào đó, một cuộc xâm lược vũ trang từ một đế chế láng giềng, và thậm chí là các vị thần bạo lực giận dữ. Theo Long đây thì có thể là bớt coi anime lại đi anh Long ơi. Thứ tư, tam giác rồng. Đi xa hơn về phía đông, dọc theo phía bắc xích đạo, chúng ta đến Nhật Bản, nơi tọa lạc tam giác rồng, còn được gọi là biển quỷ. Điều đáng kinh ngạc nhất về xoáy từ này là có một thành phố dưới nước được mệnh danh là Atlantis của Nhật Bản. Và một lần nữa, chúng ta thấy sự bất thường này của nền văn minh cổ đại đã tạo ra những kiến trúc có độ chính xác vô cùng cao. Sâu dưới đáy biển, bạn sẽ tìm thấy hàng tấn tảng đá nguyên khối được cắt với góc 90 độ hoàn hảo. Nhưng đừng vội mặc đồ lặn vào để đi thám hiểm Dung Nobita nha. Do thực tế là tất cả các loại máy bay và tàu thuyền đều đã biến mất ở tam giác quỷ Bermuda của Thái Bình Dương, một tên gọi khác của tam giác rồng. Chính quyền Nhật Bản cho rằng việc đến bất cứ nơi nào ở gần đó là quá nguy hiểm. Thứ năm, núi lửa Hamakulia. Nằm trong vành đai lửa, xoáy từ tiếp theo là núi lửa Hamakulia ở Hawaii. Người dân địa phương hết sức tôn trọng ngọn núi vì họ tin rằng núi lửa có sức mạnh bí ẩn. Bằng chứng, báo cáo đã phát hiện hoạt động điện tích lạ ở khu vực này. Thậm chí, có nhân chứng còn cho biết rằng anh ta thấy một chiếc máy bay biến mất khỏi radar ngay trước mắt mình. Bây giờ chúng ta hãy đi về phía nam xích đạo đến một trong những nơi biệt lập nhất hành tinh, đảo phục sinh ở Polynesia. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy gần 900 bức tượng Moai do người Rapa Nui tạo ra. Những bức tượng này có thể nặng tới 90 tấn, khiến việc vận chuyển chúng gần như là không thể.
Vậy họ đã di chuyển chúng như thế nào trong suốt hàng trăm năm, có niên đại từ năm 1400 đến 1650? Những lý thuyết kỳ lạ nhất hiện nay đều cho rằng đó là do người ngoài hành tinh. Có người thì tin rằng trước đây con người cũng đã có thời kỳ phát triển khoa học công nghệ còn hơn cả chúng ta bây giờ, và họ đã tạo ra những máy móc có thể giúp họ thực hiện được điều này. Nhưng có một điều gì đó khiến Long đây tin rằng có thể người Rapa Nui đã sử dụng một phương pháp khác, ít liên quan đến người ngoài trái đất hoặc công nghệ hơn. Họ đã dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon. Cái đèn pin đó mà nó có tồn tại thì nó cũng là công nghệ đó Long. Thứ bảy, khu vực dị thường Nam Đại Tây Dương. Cái tên đã nói lên tất cả. Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương là một phần của trái đất nên bức xạ tự nhiên vượt quá tầm kiểm soát. Các phi hành gia cố gắng quan sát khu vực nguy hiểm này sẽ gặp phải ảo giác và ngay cả vệ tinh cũng không thể chụp ảnh được. Trong khi những người đam mê hiện tượng huyền bí tin rằng đây là cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác, thì khoa học lại có một lời giải thích khác. Vị trí ngoài khơi bờ biển Đông Nam Mỹ này là nơi từ trường trái đất yếu nhất, khả năng cao đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ. Còn nguyên nhân mà mọi người xem video đến đây vẫn chưa bấm đăng ký kênh là sao? Hẳn là do editor làm clip chán quá rồi, đúng không? Ủa? Là sao? Thứ 8, The Great Zimbabwe, Zimbabwe vĩ đại. Một cự thạch hoành tráng khác lần này ở Zimbabwe, nơi đây từng là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người, nhưng giờ nó đã trở thành một thị trấn ma. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào về việc những người này đã đi đâu. Không có bất kỳ thông tin nào về các cuộc di cư lớn, xung đột quân sự, không có gì cả, thậm chí còn không có huyền thoại hay truyền thuyết nào kể về nó. Điều này để lại cho chúng ta một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Số 9, Liverwarden. Khu này ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia ở Ấn Độ Dương có những sự kiện địa chất rất kỳ lạ. Những trận động đất lớn nối tiếp nhau sẽ không có gì lạ nếu nơi này là nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau. Nhưng thực tế không phải vậy. Liverwarden nằm sâu trong ranh giới của mảng lục địa Australia, nhưng các nhà nghiên cứu khá chắc chắn rằng có một đường đứt gãy mới đang hình thành ở đây. Một cổng dịch chuyển khác hả? Có lẽ điều này sẽ giải thích được cho việc các chiếc máy bay biến mất một cách đột ngột. Thứ 10, quần đảo Loyalty. Nước Úc đáng thương có những xoáy từ ở cả hai phía. Đi về phía đông là quần đảo Loyalty. Rất nhiều xoáy nước kỳ lạ đã được tìm thấy trên vùng Nam Thái Bình Dương này, cũng như nhiều hoạt động địa chất kỳ lạ. Các thủy thủ từ lâu đã báo cáo về những dòng chảy dữ dội có thể thay đổi hướng một cách lạ lùng trong khu vực, cũng như những xoáy nước và xoáy từ kỳ lạ. Điều này có thể gây ra các điều kiện đi thuyền bất lợi và một số thuyền đã bị lạc khi di chuyển trong khu vực. Hơn nữa, vào năm 2012, các nhà khoa học phát hiện ra rằng một hòn đảo gần đó đã có từ lâu trên bản đồ và biểu đồ thời tiết, dường như đã hoàn toàn biến mất. Nam Cực và Bắc Cực. Hai địa điểm này nằm ở hai đầu đối diện của hành tinh trái đất, nhưng lại có một điểm chung: băng quanh năm và những vụ mất tích kỳ lạ. Bắc Cực là nơi đoàn thám hiểm gần 129 người mất tích và được tìm thấy sau 150 năm. Tuy nhiên, Nam Cực cũng có những bí ẩn khiến chúng ta bàng hoàng. Một số nhà nghiên cứu ở Nam Cực đã không thốt nên lời khi họ tìm thấy tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh thời tiền nhân loại. Ghê chưa? Chúng ta đã bay vòng quanh trái đất hai lần và bây giờ bạn đã biết 12 khu vực cần tránh khi di chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay. Vì vậy, điều chúng ta thắc mắc là tại sao 12 địa điểm này lại được bao quanh bởi một tấm màn bí ẩn? Lý thuyết phổ biến nhất về các xoáy từ liên quan đến cái gọi là đường lây. Về cơ bản, đây là các địa danh quan trọng, địa điểm tôn giáo hoặc các công trình kiến trúc do con người tạo ra nằm trên một đường thẳng trong bản đồ. Về lý do vì sao chúng lại được đặt chính xác như vậy, đó là để người đi đường có thể đi theo một lộ trình dễ dàng, giống như là một bản đồ cổ trước khi có Google Maps vậy. Một phần lớn lý thuyết này có nghĩa tâm linh và huyền bí cũng như phong thủy. Một số nhà lý thuyết thậm chí còn tin rằng các nền văn minh cổ đại sẽ sử dụng những địa điểm này theo phong cách Minecraft hoặc Genshin Impact. Vậy đó. Một giả thuyết khác cho rằng 12 địa điểm này thật sự là một phần trong cách sắp xếp của tổ chức của hành tinh trái đất, gần giống như là một trò ghép hình khổng lồ với các mảnh ghép gặp nhau tại các xoáy này. Và vì chúng đóng vai trò là mảnh ghép trung tâm nên chúng trở thành một điểm nóng về năng lượng. Cụ thể hơn, những người đề xuất chỉ ra rằng những bất thường về điện từ ở những khu vực này có thể là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng không giải thích được. Năng lượng này có thể gây rối loạn hệ thống radar và gây ra sự cố về điện trên tàu và máy bay. Và tất nhiên, những người hoài nghi thì thích tìm câu trả lời bên ngoài những điều huyền bí. Nhiều xoáy trong số này tạo ra những hoạt động địa chất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thể đơn giản là kết quả của các mảng kiến tạo, hệ thống áp suất không khí hoặc sự gặp nhau của các dòng hải lưu. Tam giác quỹ Bermuda còn được gọi là thung lũng bão táp. Nhưng một lần nữa, có lẽ những hoạt động địa chất vật lý có thể đo lường được này là kết quả của những hiện tượng huyền bí. Còn bạn thì sao? Góc nhìn của bạn về các sự kiện này là gì? Nhớ chia sẻ dưới phần bình luận cùng với Long Day và mọi người nha. Ngoài ra, nhớ bấm like, share, đồng thời đăng ký kênh Long Day để không bỏ lỡ video về khám phá bí ẩn nào của mình nha. Cảm ơn mọi người.